Kinh Pháp Môn Căn Bổn, Malariyaya Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại tụ lạc Ucatha trong rừng Subhaga, rừng hạnh phúc, dưới gốc cây Sala vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tượng chi địa đại là địa đại, vì tượng chi địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục chỉ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại, người ấy tự tri thủy đại là thủy đại. Vì tự tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ thủy đại là của ta, dục chỉ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại, người ấy tự tri hỏa đại là hỏa đại. Vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tự ngã như là hỏa đại, người ấy nghĩ hỏa đại là của ta, dục thị hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại, người ấy tưởng tri phong đại là phong đại. Vì tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến tự ngã đối chiếu với phong đại, nghĩ đến tự ngã như là phong đại, người ấy nghĩ phong đại là của ta, dục chỉ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại, người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, người ấy tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, người ấy tưởng chi biến tịch thiên là biến tịch thiên, người ấy tưởng chi quảng quả thiên là quảng quả thiên, người ấy tưởng chi ác chiết phù thắng giả là ác chiết phù, người ấy tưởng chi không vô biên xứ là không vô biên xứ, người ấy tưởng chi thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, người ấy tưởng chi vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, người ấy tưởng chi phi tưởng phi phi tưởng xứ là phi tưởng phi phi tưởng xứ, người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, người ấy tưởng tri sở tri là sở tri, người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn. Vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục chỉ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi khổ ách. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục chỉ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy có thể liễu tri địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sanh vật, chư thiên sanh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, a kiết phù, thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng phi phi tượng xứ, sở kiến, sở văn, sở tư diệt, sở tri, độc nhất, sai biệt, tất cả. Vì ấy thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn, vì ấy đã không chỉ đến Niết Bàn, đã không chỉ tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, đã không nghĩ tự ngã như là Niết Bàn, đã không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục chỉ Niết Bàn. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể hiểu tri Niết Bàn. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mạng, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vì ấy thăng tri địa đại là địa đại. Vì thăng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịch thiên, quảng quả thiên, a chiết hù, thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng phi phi tượng xứ, sở kiến, sở văn, sở tư diệt, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả. Vì ấy thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn, vì ấy không nghĩ đến Niết Bàn, vì ấy không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục nghĩ Niết Bàn. Vì sao vậy? Ta nói vì ấy đã liễu tri Niết Bàn. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành bản, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đặt thành lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng khi địa đại là địa đại. Vì thắng khi địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không chỉ địa đại là của ta, không dục chỉ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, giờ tham dục đã được đoạn trừ. Hủy đại, hỏa đại. Vì ấy thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn, vì ấy không nghĩ đến Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục chỉ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, giờ tham dục đã được đoạn trừ. Tại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mạng, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Thủy đại, hỏa đại. Vì ấy thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng khi Niết Bàn là Niết Bàn, vì ấy không nghĩ đến Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục chỉ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mạng, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Dĩa thắc thi địa đại là địa đại. Dĩa thắc thi địa đại là địa đại. Dĩa liếc không nghĩ đến địa đại. Không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại. Không nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Không nghĩ địa đại là của ta. Không dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Vì địa ấy không có si mê, giờ si mê đã được đoạn trừ. Này các vị theo, Như Lai là bậc A La Hán chăm đẳng giác, thắng thi địa đại là địa đại, vì thắng thi địa đại là địa đại. Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục chỉ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã hiểu tri địa đại, thủy đại, hỏa đại. Như Lai thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục chỉ Niết Bàn. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã hiểu tri Niết Bàn. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác, thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại. Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục nghĩ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục tỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên, và già và chết đến với loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ kheo, ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn cái ác, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thủy đại, hỏa đại. Như Lai thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn. Vì thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, không nghĩ đến tự ngã như là Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, không dục nghĩ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục nghĩ là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên, và già chết để chết loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ kheo, ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn cái ác, đã trơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tin thọ lời dạy của Thế Tôn.